Nhà văn tiểu tử, tinh thật là Võ Hoài Nam. Ông là con trai duy nhất của giáo sư Võ Thành Cứ, cựu giáo sư trường trung học Petrus Trường Vĩnh Ký, Sài Gòn. Ông sinh ngày 19 tháng 7 năm 1930 tại quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Ông tốt nghiệp kỹ sư tại Marseille, Pháp Quốc năm 1955. Ông về Việt Nam dạy tại trường Trung học Petrus trường Vĩnh Ký niên khóa 1955-1956. Tháng 10 năm 1956, ông vào làm việc tại hãng Sang Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1979, ông vượt biên và định cư tại Pháp. Sau đó, ông nhận làm việc cho công ty đường mía của nhà nước tại Côte d'Ivoire, Phi Châu từ năm 1979 đến năm 1982. Ông qua làm hãng xăng Shell Cote cho đến khi về hưu giai đoạn năm 1982 năm 1991. Hiện ông đang nghỉ hưu tại Paris, Pháp quốc. Chuyện di tản năm 1975, tiểu tử. Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975 nên không biết cảnh di tản ở Sài Gòn ra làm sao. Mãi đến sau này, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết. Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động. Xin kể lại để cùng chia sẻ. Chuyện 1. Cuộc di tản kinh hoàng Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tai sách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ hớt hơ hớt hải, chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên bông một chiếc tàu cao nghèo nghẹo cầu thang đầy người xô đẩy chen lấn nhau kêu gọi nhau gây gỗ nhau ồn ào trên bông tàu cũng đầy người lố nhố dành nhau trồm lên be tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến miệng la tai quơ ra dấu chỉ trỏ cũng ồn ào như dòng người trên cầu thang giữa cầu thang một bà già máy quay phim dùng ngay bà nên nhìn thấy rõ bà mặc quần đen áo túi trắng đầu cột khăn rằn. không mang bao bị gì hết bà đang bò nặng nhọc lên từng nấc thang bà không giáo giác nhìn trước ngó sau hay có cử chỉ tìm kiếm ai có nghĩa là bà già đó đi một mình phía sau bà thiên hạ dồn lên bị cản trở nên la ó Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cổng bà lên, sóc vài cái cho bà thăng bằng, rồi trèo tiếp. Chuyện chỉ có vậy, nhưng sau hình ảnh đó cứ đeo theo tôi từ bao nhiêu năm, để tôi cứ phải thắc mắc, bà già đó sợ gì mà phải đi di tản? Con cháu bà đâu mà để bà đi một mình? Rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư ra sao? Còn cậu thanh niên đã là một cử chỉ quá đẹp, quá đẹp, bây giờ ở đâu? Tôi muốn gửi đến người đó và lời cảm ơn chân thành của tôi bởi vì anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó. Cho dù ở trong một hoàn cảnh xô bồ hỗn loạn như những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Chuyện 2 những bàn tay nhân ái cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu một người đàn ông tay ôm bao đồ to trước ngực cõng một bà già tóc bạc phếu lất phất bay theo từng con gió sông bà già ốm nhôm, mặc quần đen áo bà ba màu cốt trầu tay trái ôm cổ người đàn ông tay mặt cầm cái nón lá bà nép má trái lên vai người đàn ông mặt quay ra ngoài về phía máy quay phim nhờ máy zoom vào bà nên nhìn rõ nét mặt rất bình thản của bà trái ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh linh gần đến bon tàu bóng bà già vụt tay làm rơi cái nón lá bà chồm người ra hốt hoảng nhìn theo cái nón đang lộn qua trao lại trước khi mất hút về phía người rồi bà bật khóc thảm thiết bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi yên trí ra đi vì bà mang theo một vật mà bà xem là quý giá nhất bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà, cái nón lá. Đến khi nó mất, có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cái nón lá đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà, hỏi sao bà không xót xa đau khổ. Nghĩ như vậy nên tôi thấy thương bà già đó vô cùng. Tôi hy vọng về sau trên xứ sở tạm dung, bà mua được một cái nón lá để mỗi lần đội lên bà sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó ở một góc trời nào đó của quê hương. Chuyện 3. Quê hương xa rồi Cũng trên bến tàu này, trong luồng người đi như chạy, một người đàn bà còn trẻ mang hai cái sắt trên vai, tay bồng một đứa nhỏ chắc đuối sức nên cô ta quỳ xuống thiên hạ quay đầu nhìn nhưng vẫn hối hả đi qua còn tránh xa cô ta như tránh một chướng ngại vật nguy hiểm trong sự ồn ào hỗn tạp đó bỗng nghe tiếng được tiếng mất của người đàn bà vừa khóc la là, vừa làm cử chỉ cầu cứu đứa nhỏ trong tay cô ta ốm nhom đầu chờ vờ mắt sâu hỏng đang lả người về một bên tay chân sùi lơn Người mẹ, chắc là người mẹ, bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm đứa con hoặc quẹo xấu xí như vậy để cùng đi di tản. Và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bằng quang của thiên hạ mà khóc than thống thiết như vậy. Người mẹ đó quính quáng ngước nhìn lên luồng người, tiếp tục vang lại cầu khẩn bỗng có hai thanh niên mang ba lô đi tới nhìn thấy họ dừng lại khom xuống hỏi rồi họ ngồi thụp xuống một anh rờ đầu rờ tay vạch mắt đứa nhỏ họ nói gì với nhau rồi nói gì với người đàn bà thấy cô ta trao đứa bé cho một anh thanh niên anh này bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình rồi vén áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem anh nhỏ ốm đến nỗi cái xương sống lồi lên một đường dài anh thứ hai đã lấy trong túi ra chai dầu từ lúc nào bắt đầu thoa dầu rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội thiên hạ vẫn rần rần hối hả đi qua hai thanh niên nhìn về hướng cái cầu thang có vẻ hốt hoảng họ quay qua người đàn bà nói gì đó rồi đứng lên bồng đứa nhỏ vừa chạy về phía cầu thang vừa cạo gió người mẹ cố sức đứng lên siêu siêu muốn quỵ xuống vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa con một anh lính mỹ chợt đi qua dừng lại nhìn rồi như hiểu ra vội vã chạy lại đỡ người mẹ bồng xốc lên đi nhanh nhanh theo hai chàng thanh niên cây súng anh mang chéo trên lưng lắc qua lắc lư theo từng nhịp bước viết lại chuyện này mặc dù đã hơn ba mươi năm nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn khỏi Cầu nguyện cho hai thanh niên có một cuộc sống ăn vui, tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Và dĩ nhiên, bây giờ tôi nhìn mấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện cảm. Chuyện 4: Những cuộc chia tay xé lòng. Cũng trên bến tàu, cầu thang đã được kéo lên, trên tàu đầy người ồn ào. Dưới bến vẫn còn đầy người và cũng ồn ào ở dưới nói với lên, ở trên nói vọng xuống. Và vì thấy tàu sắp rời bến, nên càng quýnh quán tranh nhau, vừa ra dấu vừa la lớn. Mạnh ai nấy la, nên không nghe được rõ gì hết. Máy quay phim zoom và một người đàn ông đứng tuổi đang hướng trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông là một thằng nhỏ cỡ 9-10 tuổi nếp vào chân của ông mặt mày ngơ ngác một lúc sau người đàn ông chắp tay hướng lên trên xá xá nhiều lần như vang lại người trên tàu gương mặt sạm nắng của ông ta có vẻ rất thành khẩn bóng trên tàu thòng xuống một sợi thừng cỡ nửa cùm tay đầu dây đông đưa mấy người bên dưới tranh nhau chụp người đàn ông nắm được mỉm cười sung sướng vội vã cột ngang eo ếch thằng nhỏ xong ông đưa tay ra giấu cho bên trên thằng nhỏ được từ từ kéo lên toàn ten dọc theo hông tàu nó không la không khóc hai tay nắm chặt sợi dây rắn nghiêng người qua một bên để cúi đầu nhìn xuống người đàn ông ngước nhìn theo đưa tay ra giấu như muốn nói đi 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 rồi mặt ông bỗng nhăn nhúm lại ông úp mặt vào hai tay khóc ngất bấy giờ Tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang toàn ten trên kia. Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sau tôi cũng nghe ứa nước mắt. Không biết thằng nhỏ đó bây giờ cũng đã trên 40 tuổi, ở đâu? Cha con nó có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin ơn trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng này. Đó quý vị thấy không? Đó, cái những cái câu chuyện này là những câu chuyện sự thật làm sao gọi là ngày giải phóng phải không quý vị rồi thì dương cảm ơn quý vị nhớ ủng hộ thì dương bằng một cái like và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh thì hãy nhấn ghi danh nha quý vị chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an